Bà có tin á, ngày mai cúi xuống lượm tiền, không còn cơ hội nữa. Ôi chị ơi, có phải chị đặt bánh kem với cả choco pie matcha đậu đỏ ấy? Bây giờ em giao cho chị nha. Ủa, sao giờ này mới gọi vậy? Đợi mòn đợi mỏi luôn à? Lẹ lẹ đi, làm ăn kiểu gì kỳ cục quá. Em xin lỗi, bây giờ em giao luôn nha. Nhanh nha em. Trời ơi, sinh nhật nãy giờ cả tiếng hồ rồi đó. Mà bánh chưa tới nữa. Chậm chạp, dạ. Bánh kem đúng không ạ? Ồ. Ủa Nhi, thì ra Nhi là người giao hàng cho mình hả? Hạnh à, mình cũng là bạn học cũ của nhau mà. Tại sao gặp mình lại nói ấp úng vậy? Đây, bánh kem với cả choco pie của cậu đấy. Giao hàng thì phải giao tận nơi chứ. Hay là Nhi mang bánh vào bên trong cho Hạnh đi. Dạo này giao hàng mà cũng chậm quá ta. Cơ mang bánh vào mà cũng thái độ nữa. Thôi để Nhi mang vào cho. Xong. Bánh kem với là choco pie của Hạnh xong rồi. Có gì Hạnh thanh toán cho Nhi nha. Khoan đã. Bạn cũ á, lâu lắm mình mới gặp nhau. Làm sao mà tôi có thể để cho bà đi về như vậy được? Hay là hôm nay bà ở lại sinh nhật với tôi đi. À thôi, Nhi còn về có việc. Có bánh rồi kìa. Có bánh choco pie, bánh treo đầu đỏ không? Có luôn, đây nè. Trời ơi, nghe nói nha, bánh choco pie bánh treo đầu đỏ này á vừa ngon mà ăn vô còn may mắn nữa. Sắp thi rồi phải ăn nhiều lên mới được. À mà ngoài ra nha, ăn bánh này á còn ngon có bồ nữa đó. Thiệt á? Vậy là tôi sắp có bồ rồi. Mà nè, tôi giới thiệu với bà, bạn học cũ của tôi hôm nay cũng sẽ ăn sinh nhật chung với tụi mình luôn á. Nhưng mà sinh nhật của bà đang sang như vậy, tự nhiên mà mời ai vô nhìn kỹ quá vậy? Bà đừng có nói như vậy, Nhi tội nghiệp lắm á. Nhà Nhi nghèo, Nhi phải làm shipper. Chứ có phải được may mắn như tôi đâu, có ba làm giám đốc. Nhưng mà sinh nhật thì cũng phải có người chụp hình đúng không? Đúng rồi. Ê mà thôi mình chụp hình đi. Nhi ơi, vô chụp hình luôn nè. Thôi Hạnh chụp đi, Nhi không chụp đâu. Không chụp á thì đi về, khỏi lấy tiền bánh luôn đi. Ok, mình chụp hình thôi. 1, 2, 3, ching. Ok. Hình đẹp mà tôi thấy kỳ kỳ sao bà? Kỳ là kỳ sao? À, tôi thấy rồi. Bà có thấy gì không? Gì vậy? Đúng phèn đó. Nguyên cục chà bá luôn nè. Hai cậu đùa vui không? Tôi giỡn mà. Bà làm gì căng quá vậy? Vui mà. Vui đúng không? Vui mà. À mà thôi bà chụp hình giùm tụi tôi đi. Bà có điện thoại đó không? Mà thôi không cần lấy ra đâu. Chắc cũng xài ba cái điện thoại tào lao bí đao mà. Chụp vào 6 hình tôi hết. Thôi cầm điện thoại tôi đi. Chụp cho đẹp đẹp đó nha. Cầm cho cẩn thận á, rớt một cái thì không có tiền đền đâu. Hai, ba.
ra coi. Trời ơi, chụp hình gì mà xấu quá vậy? Không có được cái gì hết trơn. Đúng là đã nghèo rồi, làm cái gì cũng xấu đó, mất hết cả hứng. Thôi, bà thanh toán đi, tôi còn về. Thôi, uống nước đi rồi về. Bà thôi chưa? Tôi rửa phèn cho bà mà. Làm gì căng. Trả tiền đi cho tôi còn đi về. Trả thì trả. Đã là thượng đế thì phải thắng thế. Tôi trả tiền mà, tôi muốn gì thì phải được như vậy. Tôi lao động chân chính, bà lên mặt cái gì? Bà không thấy quá đáng à? Tôi thích, được chưa? Bà có biết á, là cái tiệm bánh mà đang làm á, ba tôi là quản lý đó không? Bà có tin á, ngày mai cúi xuống lượm tiền không còn cơ hội nữa không? Ba tới rồi nè. Ba tới. Vừa nhắc thì ba đã tới. Con cảm ơn ba. Mà sao hôm nay con gái của ba khó chịu quá vậy? Có chuyện gì nói cho ba biết. Hồi nãy á, con mua bánh bên tiệm bánh của ba, nhưng mà nhân viên của ba làm con khó chịu. Ba đuổi việc nó đi. Ai? Đứa nào? Nói nhỏ cho ba biết. Nè. Con bé Nhi nè. Con gái của chủ tịch tập đoàn, con của chú Khải. Con mau xin lỗi ba đi, nhanh. Chủ tịch tập đoàn? Làm sao mà nói là con của chủ tịch được? Bây giờ mới biết ai là kim cương, ai là than đá. Nhỏ này, đúng là nhìn vậy mà không có dậy ha. Con chủ tịch thì có giỏi giang gì đâu chứ. Con có biết không, là bánh mới Chocobai Matcha đậu đỏ là ý tưởng của bạn, ăn để lấy may mắn trước khi thi. Nhờ có ý tưởng đó mà ba mới có tiền tổ chức cho con một cái buổi sinh nhật hoành tráng như thế này. Thật sao ba? Cái bánh Chocobai Matcha đậu đỏ mà con thích ăn là ý tưởng của nhỏ đó. Là ý tưởng của Nhi. Con nhỏ cái gì? Không ngờ bà Nhi giỏi vậy luôn á. Lần này bà đụng sai người rồi. Thôi tôi về trước, chưa đây chắc ra mai bể phổi luôn á. Thôi chú con về. Con Nhi ơi, chú xin lỗi cháu nha. Con bé Hạnh nó có thái độ không tốt đối với lại cháu á, cho bỏ qua nha. Kìa chú, sao chú lại phải xin lỗi? Người cần xin lỗi là con gái chú, không phải là chú. Mau qua xin lỗi đi, nhanh. Xin lỗi. Sao? Cảm thấy khó chấp nhận lắm hả? Có nhiều việc trông thì như vậy, nhưng thật ra không phải như vậy. Đừng có thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Ba. Bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng quá hả? Thôi, chuyện ngày hôm nay để mặt cha bà nên tôi tha. Nhưng mà tôi không quên đâu. Người ta làm ăn chân chính, đừng có khinh thường người khác. Nhưng mà sao nãy tôi làm bà không nói? Nói làm gì? Lúc nãy im lặng là vàng, bây giờ nói ra mới là kim cương nè. Bố kiếm việc gì cho con làm đi, con ở nhà chán quá đây nè.
Lần trước ý tưởng của con về loại bánh choco pie mới vị matcha đậu đỏ cho các bạn ăn lấy may mắn khi đi thi đã giúp công ty của bố thành công lắm rồi. Giờ còn muốn phụ bố gì nữa à? Bố nói chuyện với con khách sáo thế. Chuyện nhỏ mà, có gì đâu. Với cả tại vì dạo này con đang ở nhà chán, muốn kiếm gì đấy làm ý. Con gái ai mà giỏi thế nhở? Thôi rồi, để bố xem thử có việc gì cho con. À, hay bố cho con đi giao hàng đi. Giao cái bánh matcha đậu đỏ nhà mình bán đây. Làm gì cũng làm, sợ thích đi giao hàng. Thì tại con cũng muốn đi đây đi đó cho vui. Với cả tiện xem phản ứng của người ta lúc mua bánh nhà mình như thế nào. Thế để bố xem. À có rồi đây. Gần đây có một cửa hàng đang có đơn giao. Con qua cửa hàng đi, bố sẽ thu xếp. Thế con chạy sang luôn nhá.